tại lễ bế mạc liên hoan phim Zurich diễn ra hôm 28 tháng 9 vừa qua, người sói Hugh Jackman đã vinh dự mang về cho mình biểu tượng vàng của liên hoan phim năm nay. Trước buổi họp báo, Hugh Jackman dành chút ít thời gian để giao lưu với khán giả về giải thưởng của mình. Tôi luôn cố gắng mang đến cho khán giả những bộ phim đúng nghĩa để rồi sau đó khi nhìn lại mình sẽ cảm thấy tự hào về nó. Và Prisoner sẽ là một trong những số đó. Giờ phút này tôi không thể nào diễn tả hết được sự hạnh phúc của mình. Bộ phim Prisoner mà Hugh Jackman mang đến liên hoan phim Zurich năm nay là một trong những bộ phim kinh dị ăn khách nhất Bắc Mỹ. Xoay quanh hai đứa trẻ bỗng dưng biến mất một cách lạ kỳ trong ngày lễ tạ ơn. Từ giây phút ấy, Colin Dover do Hugh Jackman thủ vai phải đối đầu với thám tử Loki để tìm ra manh mối. Tuy nhiên manh mối duy nhất và quan trọng ấy đã bị hủy. Trước tình hình nguy cấp đó, Dover đã tự mình bắt Jones, người mà anh cho rằng có liên quan đến sự mất tích của con gái, nhưng cuối cùng đành vô vọng. Prisoner với tựa tiếng Việt Lần theo dấu vết hiện cũng đang được chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.